Xin chào các bác nha. Hôm nay cụ Cóc đến với nhà hàng rồi đây. Đấy. Nay rước cụ về. Rước cụ về nha các bác. Tiền. Con này con to này mấy tạ nhỉ? Khoảng 3 4 tạ. 3 4 tạ. Tăng lên. Tiền nhiều thế. Nhưng đâu ra này? Cái con lăn nhăn này là của các cóc con. Cụ bé à? Cụ to, cụ bé đây, cụ to đây. Ừ. Siêu phẩm. Cụ đại đấy. Ừ. Rồi. Ui ui. Chào cụ nhá. Bây giờ phải cho mấy chú về thịt ra đã. Đây 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 đây. Cho cái đấy cho phía sau cho cóc trước á. Cóc cụ. Ơi, cóc con ở trong anh. Hả? Cái này phải đòn đúng nhờ hay là bê tay á? Bê tay là bê dưới hết này nhờ. Cái này làm sao mà đặt không tí mình ra để dưới để bia cắt tông lót ở dưới trước ạ. Mình cũng biết đặt xuống. Không. Anh cứ vừa đẩy vừa xong sang ngoài này lân cái chân vào. Lên có chân đẩy nào nữa? Không, ý là mình đẩy ra mép xong một nửa nhấc ở đây bám vào dần luôn thôi nha. Nhưng mà tí lên xuống ấy. Xuống được mà. Bây giờ mình lấy cái bé vào trước đi nhờ. Bé 3 4 tạ cơ mà. Nhẹ đâu trong đấy đâu. Đậu lưng lắm đấy, lưng lưng cũng hạ xuống. Cho con chú cầm đi. Cú cóc này to nhất Hà Giang này các bạn. Này khinh nhỉ. Đồng sức thì được. Ừ. Nhấc thì nhấc được nhưng mà quan trọng là lúc hạ ấy. Chờ đã, chờ anh kia đẩy ra đây thì mình. Ừ. Đúng rồi đấy nhá. Có tung này mát là không đi được đâu. Đấy. Hàng đấy còn 6 7 người. 3 4. Đấy chờ hai ông ở dưới nhà khi đáo khi lên nữa. Phú quý. 8 người là khiêng được. 8 người. Khiêng thẳng lưng lên là được. Anh ơi, anh để tạm vào cái chỗ ghế ngồi kia của anh được mà. Cái gỗ kìa. Sập sao được? Không sập được đâu anh ạ. Mình để xong mình giữ ở đấy là được. Các bác nhìn nu này. Đấy. Nu chân chó nha các bác nhá. Đúng phải nu chân chó không anh? Nó vòng vòng này. Cái đấy phải anh? Bình phú quý à? Cóc con ở bên trong các bác. Bóng nhoáng luôn. Này là lưng cu cóc đây. Chắc rồi. Đây sao ra nắng quá. Đây hộ. Cho ra đi nhỉ. Ra đây đi. Nào đây tập trung đi. Kéo đâu. Thế mà hôm nay ước bảo một mình bạn gần hết. Định một mình rồi mà thôi anh em đông quá chia nhau. Cẩn thận nhá đừng kéo vào cái chỗ kia nào gây. Nào hai. Nào. Tí nữa, tí nữa. Để ra thêm một tí nữa thôi, là lân tay vào. Nào. Rồi. Bỏ xe rồi. Kéo ra. Ở người ở dưới đủ. Không, phải 8 người. Bỏ xe, bỏ xe. Bỏ xe, bỏ xe. Mà lái xe mới khỏe luôn. Anh em nhanh đi nóng lắm. Cái người chưa đi từ đâu, đi xa đây. Và mấy anh ngồi quán nhiều hộ rồi. Cân vào nhá, cân vào nhá. Vào luôn nhá. Xoay bên này đi. Xoay bên này đi. Xoay rồi nhá. Bám chắc nhá. Từ từ nhá, từ từ rút ra thôi nhá. Thẳng lưng nhá, đừng rồi bên kia nhá. Anh nhá, nào, 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 nào. Cố lên, cố lên, cố lên, thẳng lưng lên. Rồi.
đâu biết nhìn được đâu. Cứ bình tĩnh, cứ bình tĩnh. Nhích từng ít một rồi, nhích từng ít một rồi. Cố lên, cố lên. Thẳng lưng, thẳng lưng, thẳng lưng, thẳng lưng. Nhấc lên đây, lùi lùi ra. Nhấc lên đây, không được. Nhấc một tay lên cho đi. Nhấc một tay lên cho. Bỏ được, nhấc lên bên này. Một tay, nhấc lên đi. Đây, bạn cứ bỏ tay ra, đúng rồi, xong đẩy vào. Anh em bên ngoài đẩy vào, đẩy vào. Rồi, đẩy vào, đẩy vào. Nó cân vào. Ok. Đi đi. Tí nữa. Má ta đẩy vào tí nữa. Rồi, ok. Đường bên kệ cái luôn. Chưa, kệ đang lên. Ờ vậy à? Kệ kia. To nhỉ, to hơn tôi. Trộm nhá, vẻ khoảng độ hơn chục người mới trộm được. To hơn kia kia luôn. Có anh rồi. Khó lắm. Này bé quá. Ba miếng. Ôi. Chụp bé tiếp đi. Nóng. Gần bằng con rồi luôn. Gần có. Đó. Thế á. Con của anh Luân là chít thôi. Rồi, nhớ hả? Nó mà chụt chỉ tí. Chụt chỉ. Đây là nu gái tự nhiên này. Vác này, lưng không? Đẹp nhờ. Này, bây giờ phun lên mới vẻ đẹp của nó. Các bạn. Lần trước là thô thôi. Không phun, lấy đi phun. Rồi, đây cái cụ này còn có thêm hai cụ nữa. Cụ của anh sang đây là khe phát là xong này. Bạn ấy một cũng rồi vẻ thẳng hết. Tiền coi. Tiền của ông ấy đâu? Tiền của ông ấy đâu? Đây. Thuyền to luôn, cụ to phải ngậm thuyền to. Nào tiếp tục rước thêm hai cụ con. Nào. Được. Không thì ba người ba góc chia đều ra. Cứ bành định. Đấy đấy. Cầm sâu tí nhỉ, cầm sâu tí. Cái đấy vào bên trong đi. Vào trong cái kệ gần cái cây hoa cho anh nhỉ. Cây xanh nhỉ, bên trong trong. Có cái đôn ấy. Đôn gần quầy lễ tân ấy. Đặt vào phát mình đẩy lùi vào là được. Thông dưới trước đi. Na tay vẫn ạ. Đúng rồi. Từ từ nha. Cẩn thận kẹp tay nha. Ok. Dịch sang bên tay đi. Nhẹ. Rồi. Được chưa? Đấy. Cân vuông. Này phải không anh? Phải. Không phải đâu gì. Cái là tưởng tặng chứ. Ấy cẩn thận nha, mày cái này. Từ. Đâu cái này như bé hơn. Nặng hơn đấy. À. Cố lên. Nào Khánh giúp, Khánh giúp. Chắc xin một cái chăn được không anh? Chăn này mang về trả cho họ đâu. Của anh Công thì. Không. Bình này đẹp nhờ. Đường kính chắc được 60 ấy nhờ. Cao 40. Rớt ông bé tí nhỉ. Nhờ. Anh bé hơn cả cụ con. 500.000 đâu bằng. Đây. Đây ông cả vợ ông ngậm thế nào? Đưa 500.000. Sao đâu ngậm đi. Không đưa 500.000 ngậm nhá. Ngậm tiền này mới giá trị này. Không. Đây mới phải đồng tiền. Mang 500.000 để tôi ngậm nhá. Nào phim anh đứng nào. Chụp ảnh cho một kiểu nào. Đây. Ok.
À, Khánh ra đây chụp ảnh cho tôi đi. Anh đang chụp ảnh, em với Phim Phim đứng ở gần. Đánh em mỗi mình mỗi thằng một cây. Ám ôm ra. Ám ôm ra, cặp cặp. Ám con ra. Thôi mà đây rồi. Cho thì lấy làm gì nữa. Ok bạn. Chụp ảnh cho bạn Xuân Hữu. Đấy, thẳng lưng lên. Mình tôi cũng bê được. Quay đầu vào trong. Đầu vào trong. Quay đầu vào trong mà. Quay đầu vào trong. Cố gắng lên chứ, thả xuống. Thả xuống nặng lắm ấy. Vào trong, cứ nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Không sao, không sao. Tí nữa. Nhâng lên. Đấy, anh em vừa kê xong cu cóc nha các bác nha. Kê xong cu cóc cái là có lộc ngay. Khách đến ngay các bạn. Đây là các vị khách nước ngoài. Khách nước ngoài đi qua đây rất là nhiều nha các bác. Đi vào trong thác tắm này. Đấy. Bởi vì thực ra trong làng thì có hôm tây nhà nghỉ các bác. Các vị khách vào đây đặt cơm ăn cơm. Ăn cơm bình thường thôi. Yeah.
Mọi người đến đây ấy, chỉ có 2-3 người thôi, nhưng được hoặc là 1 người cũng đến, có những tiết mục văn nghệ là truyền thống như thế anh. Anh thấy hay không? Cảm ơn anh nhá. Cảm ơn anh nhiều. Cảm ơn em nhá. Cảm ơn em nhá. Cảm ơn Xuân Hữu nhiều nhá. Cảm ơn anh nhá. À, bọn em xin phép nhé, cảm ơn anh nhá. Cảm ơn em nhá. Chúc mọi người vui vẻ nhá. Chúc hai anh ngon miệng. Anh đặt phụ có cái khách có lộc luôn các bạn. Xin lộc của cụ. Đúng không, quản lý Khánh bảo là cu cóc đến ngã là có lộc luôn. Okay. Chiều nay là có khách đặt 10 mâm căng đét nha các bác nha. 10 mâm. Anh Sư nha, xem xe cộ nhá, để ý xí nhan xe cho các bác nhá. Xe cộ vướng thì dắt gọn vào. Xí nhan cho các bác gửi đố, nói chung là gọn vào nhá. Tránh ảnh hưởng đến đường đi lối lại. Cái bạn không làm cái lấy tân đây này. Ờ có mà. Chiều lấy lên. Chiều lấy luôn cả mấy cái kệ hàng luôn, kê cho ngăn nắp đàng hoàng luôn. Cả tủ rượu tủ ấy thì chiều mình sẽ bê những cái bình rượu lên trên đấy hết nhá. Có giá kê đàng hoàng. Đây rượu vừa ngâm các bạn. Đấy, một loạt bình rượu. Ngâm để trưng bày. The big fish Really nice here. Oh, thank you. Fish. Đàn đàn tiếng Anh gọi là gì anh? Ví dụ đàn tính thì tiếng Anh gọi là gì? Tính. Nó riêng là
À, chỉ chung thôi đúng không? Nó không có cái từ mà gọi chung cho các loại nhạc cụ như quý. À. Gọi là đàn. Cứ là đàn thôi nhỉ. Nó được nó sẽ có tên đích danh nó là cái gì đấy chứ không phải là với tên gọi chung. Traditional music of local people. Vâng, em chào anh nhá. Các vị khách nước ngoài các bạn vào ngồi ăn cơm một lúc thôi. Lại về luôn. Kiểu nhiều bạn anh em cũng là ngày trước ấy, anh bốn này với lại em tỉnh là đều là người bạn quen. Nên anh em vào đây là cứ để xe đây xong là vào đây uống trà đá. Xong là đưa khách đi khác. Cái đỗ xe kia các bác marketing rồi đấy. Chụp ảnh. Sự cứ chạy đi.